Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet, chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2015 đã hỗ trợ gần 9.000 lượt doanh nghiệp, 15.000 gian hàng tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị được ký kết với tổng trị giá lên đến 858 triệu đô la Mỹ và khoảng 637,8 tỷ đồng. Xúc tiến thương mại là hoạt động quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy sản xuất tiêu thụ hàng hóa. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ từ chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia, sự hiện diện của sản phẩm xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày càng sâu rộng. Chúng tôi thì mặt hàng chủ lực chủ yếu là nông sản và thủy sản, mà nông sản là gạo, còn thủy sản là đông lạnh, tôm, cá, mực chẳng hạn. Thì hiện thời chúng tôi đã xúc tiến ra nước ngoài xuất khẩu thì tương đối đạt yêu cầu. Chẳng hạn như gạo thì chúng tôi là mỗi năm chúng tôi là sản xuất là 4 triệu tấn lúa và chúng tôi dư thừa hàng hóa là 1 triệu tấn gạo thì chúng tôi đã sản xuất đạt yêu cầu 1 triệu tấn gạo. Còn thủy sản cũng vậy. Tuy nhiên cùng với yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế, khi Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, hàng hóa thế mạnh có cơ hội xuất khẩu thì hoạt động xúc tiến thương mại cũng đòi hỏi cần phải có chất lượng hơn. Trong đó, việc mở rộng thị trường thông qua các cơ quan thương vụ ở nước ngoài là vấn đề cốt yếu. Hệ thống thương vụ bây giờ thì đối với Quảng Ninh thì đặc biệt là cũng chưa có cái nhiều cái mối tiếp xúc. Đặc biệt chúng tôi cái thị trường gần Trung Quốc thì chỉ có mối quan hệ với lại các anh chị ở bên thương vụ ở bên lãnh sự ở Nam Ninh. Thì nói chung là cũng từng bước một thì chúng tôi cũng mong muốn là khi mà sản phẩm hàng hóa nó nhiều lên tiêu chuẩn nó tốt hơn thì chúng tôi cũng có muốn có cái sự hỗ trợ về cái việc kết nối các cái thương vụ của mình ở nước ngoài để làm sao mà hàng hóa của mình có thể là thâm nhập được các cái thị trường một số nước trong khu vực. Cái xúc tiến thương mại chúng tôi thì rất cần tìm thị trường và tìm đối tác. Thì đã qua thì đối tác và thị trường cũng đạt yêu cầu nhưng mà thật sự mà nói thì cái lợi nhuận mang lại cho doanh nghiệp thì gặp khó khăn. Cho nên thì chúng tôi rất cần cái sự hỗ trợ của ngành xúc tiến quốc gia trong cái việc mà tìm kiếm thị trường cũng như tìm kiếm đối tác. Cái vai trò của chương trình xúc tiến thương mại, đặc biệt là trong cái thời kỳ hội nhập, nó sẽ ngày càng có một cái giá trị rất là to lớn. Tuy nhiên thì để làm thế nào để mà chúng ta có thể phát huy được cái tính hiệu quả nó cao hơn nữa thì theo tôi trước tiên ấy là chúng ta cũng cần phải đa dạng hóa các cái thị trường và cập nhật các cái thông tin một cách nhanh chóng và đầy đủ đến thị trường của tất cả các cái nước mà cũng đã từng ký kết, đã và đang ký kết hiệp định với Việt Nam. Với ngoài ra thì chúng ta cần phải xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa, xây dựng những cái hệ thống kết nối thông tin giữa trong nước và ngoài nước và đặc biệt là nâng cao cái hiệu quả của hoạt động thương vụ ở nước ngoài, kết nối chặt chẽ hơn và các cái hoạt động xúc tiến thương mại trong nước cũng như là hoạt động xúc tiến thương mại ở ngoài nước kết hợp với nhau để tạo ra được một cái mạng lưới mà nó phủ khắp được các cái thị trường then chốt cũng như là các cái thị trường tiềm năng. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác hiệu quả các lợi ích từ các FTA mang lại. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành công thương, công tác xúc tiến thương mại cần tập trung vào nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, miền núi biên giới và hải đảo. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống các cơ quan thương vụ, bộ phận kinh tế thương mại tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin, nghiên cứu thị trường. Tiếp tục đổi mới chương trình thương hiệu quốc gia, đổi mới về phương thức hoạt động để huy động tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước. Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế đối với các đối tác, thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký, chủ động tích cực tham gia vào các diễn đàn xúc tiến thương mại, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức xúc tiến thương mại trên toàn thế giới. Thì chúng tôi cũng đã có cái định hướng là xây dựng cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các hoạt động xúc tiến thương mại khác thì có bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, đi sâu vào một số những cái sự kiện lớn với cái sự tham gia tổng hợp của không những là của ngành công thương, Bộ Công Thương nhưng còn có thêm các cái bộ ngành khác và nhất là các địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp.
ở nước ngoài thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp rất chặt chẽ với cái cơ quan đại diện thương mại Việt Nam cũng như là cơ quan đại diện của Việt Nam ở tại nước ngoài. Để công tác xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao và mang lại cơ hội tốt cho các doanh nghiệp thì ngoài hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phải nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cho sản phẩm hàng hóa.